Vâng, xin chào tất cả quý vị, xin chào quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư. Buổi chiều hôm nay, Bảo Hoàng lại gặp lại quý vị trên kênh YouTube Nhật Bảo Hoàng qua một video về một căn nhà mặt tiền kinh doanh. Vâng, một căn nhà mặt tiền kinh doanh chợ thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trên mặt tiền trục đường chợ kinh doanh buôn bán đông đúc nhộn nhịp, Bảo Hoàng sẽ gửi tới quý vị một căn nhà mặt tiền ngang năm dài 30 đi kèm với một iốt mặt tiền chợ thì có 21 phòng trọ đi kèm. Vâng, và đây là căn nhà mà buổi chiều hôm nay Bảo Hoàng chia sẻ đến cho quý vị, với thiết kế một trệt một tầng lầu, 21 phòng trọ phía trên và một iốt mặt tiền kinh doanh chợ phía trước trên một trục đường chợ kinh doanh buôn bán nhộn nhịp, vị trí trung tâm chợ gần với những trục đường lớn trong khu vực, đó là đường DT743, đường DT743B, ngã tư 550, vòng xoay An Phú, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, gần với thành phố Thủ Đức, chỉ cách thành phố Thủ Đức khoảng 2 km và cách ngã tư Công Bố khoảng tầm 3 km, và rất nhiều những trung tâm tiện ích đi kèm ngoài vị trí mặt tiền trục đường chợ như là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, vân vân. Rất là nhiều những trung tâm tiện ích chỉ cách vị trí nơi đây nhà mình khoảng tầm 1,5 km đổ lại mà thôi. Vâng, trục chính mặt tiền chợ kinh doanh buôn bán rất là đông đúc nhộn nhịp, mật độ dân cư cao, vì khu vực nơi đây tập trung rất nhiều các công ty xí nghiệp, đó là các công ty xí nghiệp trong cụm khu công nghiệp Sóng Thần, cùng khu công nghiệp V-Ship Việt Sinh, các công ty trong cụm khu công nghiệp Đồng An 1, Đồng An 2, Đồng An 3. Và bây giờ Bảo Hoàng sẽ dẫn quý vị vào khảo sát cụ thể về căn nhà. Vâng, đây là mặt tiền chốt ở phía trước và một lối hành lang dẫn vào dãy trọ phía sau, một trệt một lầu. Vâng, diện tích phần đất hành lang này cũng là phần đất của nhà mình, với chiều ngang 5m và chiều sâu là 30m, thổ cư là 150m thổ cư, hướng nhà là hướng chính đông. Với giá bán là 6 tỷ 500 triệu đồng, thương lượng trực tiếp với chính chủ nhà. Quý vị có thể sở hữu một căn nhà mặt tiền kinh doanh chợ đi kèm với 21 phòng trọ, diện tích lớn 150m², ngang năm dài 30, mặt tiền trục đường chính chợ. Còn vừa rồi là những căn phòng trọ tại tầng trệt, và chúng ta sẽ đến với tầng lầu 1 với những căn phòng trọ còn lại trong tổng 21 phòng trọ, thưa quý vị. Vâng, với một mức thu nhập rất ổn định cho 21 phòng trọ và một kiosk mặt tiền kinh doanh ở phía trước, quý vị có thể mua đầu tư cho thuê hoặc là trực tiếp kinh doanh, vừa ở vừa kinh doanh cho thuê. Vâng, một sản phẩm kinh doanh cực tốt, vị trí đẹp và giá rất ưu đãi, chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng. Vì vậy, nếu quý vị đang có nhu cầu muốn sở hữu một sản phẩm đặc biệt này, thì hãy gọi cho Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan và khảo sát sản phẩm này. Ngoài ra, trên trục đường chợ này cũng như những trục đường chợ gần với khu vực nơi đây, nhà đất Bảo Hoàng cũng đang có rất nhiều những sản phẩm tương tự với vị trí đẹp, mức giá phải chăng từ trực tiếp chủ nhà gửi. Vì vậy, nếu quý vị quý anh chị khách hàng đang có nhu cầu mua, thì hãy liên hệ cho Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan, khảo sát và sở hữu ngay cho gia đình mình một sản phẩm ưng ý phù hợp với nhu cầu tài chính của gia đình mình. Một lần nữa, Bảo Hoàng cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video này. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Vâng, một lần nữa xin chào.